Ok, thì để anh hướng dẫn mọi người học online. Thì mình sẽ có một cái link nhá. Link này thì anh sẽ cấp ở trên group. Truy cập vào cái link này thì anh em chỉ cần tạo một cái tài khoản ở trên Google meet.google.com thôi. Đấy. Ok chưa? Thì đoạn này thì anh em ấn vào chữ Join Now. Ví dụ hôm nay là ông Chiến ông ấy làm hot chẳng hạn. Đấy. Đấy thì hiện tại là bình thường ông anh cấp quyền cho mình rồi. Thì nếu mà muốn present thì ấn vào đây thôi. Đấy, ấn ấn vào cái này và ấn vào share screen thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được code của mình. Thì ok, có vấn đề gì thì khi mà share Xét screen này quyền, này. xét quyền thì nó không báo lỗi nữa em ạ. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần là để chat nhá. Ví dụ là ông này có một ông. Đấy, có hai ông này. Chuẩn rồi. Anh đừng dùng AI quyền, anh dùng AI public kia. Rồi. Đừng dùng AI. Ok, thì như ví dụ đây là ông Chiến đúng không? Thì anh em vào đây thì anh em có thể ví dụ là mình pin cái màn hình của ông nào đấy thì anh em chỉ cần ấn cái mũi pin vào đây thôi. Đấy là màn hình khóa. Còn anh em muốn mở ấn share thì ấn vào Visual Now, chọn cái thằng Window để chọn ra cái app. Ví dụ ở đây mình muốn share Visual Code đúng không? Thì em ấn vào cái thằng Visual Code này. Đấy, lập tức là nó sẽ có phần để cho anh em ấn vào đây chọn xe code này. Ok chưa? Thì anh em chọn Visual Code ấn xe là xong. Thì bây giờ như là ông Chiến sẽ xem được cái present code của anh. Đấy. Mình ném lại cho anh cái đầu API nhé. Anh đổi chữ app này, có Trong thể trường hợp mà muốn stop present thì sửa đổi stop app nó present được và nhau hết. thôi. Đấy, ok, còn nếu mà trong trường hợp muốn chat đây nhá. Đấy, thì anh em có thể chat trong này có vấn đề gì hoặc là anh có bất kỳ một cái link nào đó ấy mà muốn up cái attachment đây là cái file, nếu mà có file tài tập gì thì anh sẽ add lên đây. Hoặc là chủ yếu thì mình sẽ chat qua đây thôi. Thì mình sẽ gửi tất cả những cái mà bài tập hay là những cái câu hỏi gì, có hỏi gì thì đặt lên đây. Đấy. Ok, đấy là mình phần chủ yếu là anh em sẽ có một cái nhớ tóm gọn là mình chỉ cần đăng ký một cái account trên Google Meet. Rồi anh sẽ vứt cho mọi người một cái link. Anh em chỉ cần đúng vào giờ đấy anh em ấn vào cái link đấy để hoàn toàn có thể học online được. Ok, thì trong trường hợp mà thằng Chiến nói quá nhiều ấy thì anh em ấn vào cái đây này, anh em ấn vào cái chỗ đoạn này của nó thì đấy, ấn vào cái thằng này là mute thằng Chiến luôn này. Đấy, về Chiến nói đi gì em ơi. Ok, thế nhá.